Bà này cũng có một cô con gái tên là Lutona. Đức vua tuổi đã cao, lại ốm đau bệnh tật, nên mọi việc đều do hoàng hậu lo liệu. Kế hậu chỉ chăm chút cho con gái mình, để cho Flutina ăn mặc xấu xí, nhem nhuốc. Nghe tin hoàng tử Saman nước láng giềng tới cầu thân, hoàng hậu trang điểm cho Flutona thật lộng lẫy để ra đón chàng, nhưng chàng không hề rung động. Thưa hoàng hậu, bà còn một cô con gái nữa có phải không ạ? Ôi trời ơi, chỉ là một con bé xấu xí thôi à. Lulina, con mau ra đây. Thưa hoàng hậu, tôi muốn lấy công chúa này làm vợ. Hả? Cái gì? Thấy con gái mình bị từ chối, hoàng hậu vô cùng tức giận. Bà liền lệnh cho tống giam công chúa Lulina vào trong tòa tháp cao. Cô chỉ biết khóc một mình trong căn phòng tối tăm. Đây là đâu? Nàng nói Lulina ở đây sao? Hả? Bà là ai? Lulina đâu? Như vậy là sao chứ? Nàng nói dẫn ta đi gặp Lulina mà, sao lại... Ở đây không có Lulina. Lulina đã bị giam trong tháp và vĩnh viễn không thể ra khỏi. Người phải lấy Lutona thôi. Trời ơi, ta đã bị lừa rồi. Không, ta muốn cưới Lulina. Ta phải rời khỏi đây. Không được. Một là người phải lấy Lutona. Hai là người sẽ bị biến thành một con chim xanh. Người chọn đi. Không, thà ta chết chứ không thể lấy lũ ma quỷ các ngươi được. Chim xanh bay khắp nơi để tìm người yêu. Chàng quay trở lại hoàng cung, quay trở lại tòa tháp nơi đã từng giam giữ Lulina, và cuối cùng chàng cũng tìm thấy nàng. Hỡi Lulina yêu dấu, nỗi đau khổ của nàng cũng là nỗi khổ đau của ta. Là ai? Là ai đang nói chuyện với ta? Là hoàng tử đáng thương của nàng đây. Vì ta không chịu lấy Lutona, mẹ kế và em gái của nàng đã lừa ta, để mụ phù thủy Susiao biến ta thành một con chim xanh. Ôi, hoàng tử của ta, ta đã làm liên lụy chàng rồi. Chim xanh kể lại nỗi đắng cay của mình và bày tỏ lòng yêu thương với công chúa. Cả hai chuyện trò rất vui vẻ. Từ đó hàng đêm, chim xanh và Lulina lại gặp nhau tâm sự cho đến sáng. Nhưng bí mật đó không lâu sau cũng lọt đến tai của hoàng hậu. Bọn chúng vẫn lén lút gặp nhau như thế sao? Ngươi hãy tìm cách khiến bọn chúng trở mặt đi. Hiểu ý ta rồi chứ? Dạ, thưa hoàng hậu. Ôi, chàng đến rồi, ta chờ chàng mãi. Ta xin lỗi vì để nàng chờ lâu nha. Hôm nay thiếp đặc biệt chuẩn bị món này cho chàng đó. Thiếp đã nhờ cung nữ thân cận mang từ Ngự Thiện Phòng đến đó. Chàng mau ăn đi. Cảm ơn nàng, nàng tốt với ta quá. Đau quá. Hoàng tử, hoàng tử ơi. Trời ơi, chàng làm sao vậy? Hình như bị trúng độc rồi. Để ta cứu chàng. Ôi, chàng tỉnh lại rồi. Ta bị sao thế? Chàng bị trúng độc. May mà em phát hiện kịp thời cho chàng uống thuốc giải. Nếu không thì... Chàng có biết là em lo cho chàng lắm không? Hả? Trúng độc ư? Là đĩa hạt của Lulina. Nhưng sao lại có độc được chứ? Thế là rõ rồi. Là Lulina muốn hạ độc chàng đó. Đĩa hạt đó của cô ta, cô ta cho chàng ăn. Nếu không phải là cô ta thì còn ai vào đây nữa chứ? Không thể nào, không thể nào là cô ấy được đâu. Đĩa hạt này ngoài cô ta ra, làm gì có ai biết mà chuẩn bị cho chàng được đâu. Cô ta muốn hại chết chàng sao? Cô ta không thực bụng yêu chàng. Vậy mà chàng vẫn còn tin cô ta, vẫn còn yêu cô ta hay sao? Là Lulina đã hại ta sao? Cô ta không có yêu chàng đâu. Chỉ có em mới thật lòng yêu chàng thôi. Cô ta thấy chàng biến thành chim nên chán ghét, muốn giết chàng đó. Chàng hãy quên cô ta đi. Nếu chàng đồng ý lấy em làm vợ, em sẽ đi van xin Susiao biến chàng trở lại thành người và chăm sóc cho chàng. Vì nghĩ rằng Lulina hại mình nên hoàng tử Saman đã nhận lời lấy Lutona để trở lại làm người. Chàng cùng Lutona lên đường trở về vương quốc của mình
trong sự sung sướng của bà hoàng hậu. Còn Lulina ngỡ rằng hoàng tử đã chết, nàng vô cùng đau khổ, quyết định nhảy ra khỏi tòa tháp để tự vẫn. Công chúa xinh đẹp, vì sao con lại muốn chết? Là con đã hại chết người mà con yêu thương nhất. Chàng đi rồi, con cũng không muốn sống nữa. Nào con gái, có chuyện gì hãy kể cho ta nghe xem nào. Chuyện là như thế à? Khi chàng ngã xuống, con mới biết là đĩa hạt đó có độc. Con không hiểu tại sao lại như thế nữa. Ta đã hiểu mọi chuyện rồi. Tất cả là một cái bẫy họ giăng ra để chia rẽ con và hoàng tử. Cung nữ của con đã bị mua chuộc nên mới phản bội con. Còn hoàng tử vì hiểu lầm con nên đã đồng ý cưới Lutona để trở thành người rồi. Trời ơi, sao chàng lại nghĩ rằng con hại chàng cơ chứ? Con phải làm sao để có thể gặp được chàng bây giờ? Đừng lo, ta sẽ giúp cho con. Bà tiên liền tặng cho Lutina một cỗ xe do bầy chim bồ câu bay lái, đưa cô tới vương quốc của hoàng tử Saman. Chỉ nửa ngày đường, nàng đã đến được cung điện của hoàng tử. Này cô kia! Này, cô gái nghèo khổ kia, hãy bán cho ta chiếc xe của cô, ta sẽ cho cô thật nhiều tiền vàng. Đến được cung điện của Saman, con hãy tìm mọi cách để được ở lại trong cung một đêm. Chỉ cần con ở lại trong cung, dốc hết tâm sự vào viên ngọc này, ta sẽ làm phép khiến Saman nghe thấy mọi điều mà con nói. Tôi không cần nhiều tiền vàng, chỉ cần bà cho tôi ngủ lại trong hoàng cung một đêm, tôi sẽ biếu bà chiếc xe này. Được, có gì khó đâu, ngươi hãy xuống phòng kho mà ngủ. Đêm hôm đó, sau khi mọi người đã ngủ say, Lulina ngồi một mình trong căn phòng kho tối tăm, nhớ lời bà tiên, nàng lấy viên ngọc trong cổ ra, bắt đầu dốc bầu tâm sự. Hoàng tử đang ngủ, bỗng nghe thấy tiếng nói của Lulina. Lulina, ta đã hiểu lầm nàng rồi, xin nàng hãy tha thứ cho ta. Ôi, em cứ tưởng rằng cả đời này sẽ không được gặp chàng nữa. Em nhớ chàng biết bao nhiêu. Hỡi các quần thần, hôm nay ta sẽ chính thức tuyên bố, người mà ta sẽ lấy làm vợ là công chúa Lulina. Không, không thể nào. Sao lại là cô ta được? Cô ta không phải bị nhốt trong tháp sao? Hoàng tử, người muốn biến thành chim hay sao mà dám từ hôn với ta? Ta đã bị cô lừa hết lần này đến lần khác. Ta nói lại lần cuối, người ta lấy chỉ có Lulina thôi. Cô hãy trở về đất nước của mình đi. Không, Susiao, Susiao hãy giúp ta, hãy biến hắn thành con chim cho ta, mau lên. Susiao, ngươi còn muốn gây chuyện đến bao giờ? Trải qua bao nhiêu sóng gió, đau khổ, cuối cùng nàng Lulina và hoàng tử Saman đã được ở bên nhau. Họ làm lễ cưới trong sự chúc phúc của quần thần và sống bên nhau hạnh phúc đến trọn đời. Sự tích hoa đào. Thuở ngày xưa, ở vùng đất người Mông, có chàng trai tên Tráng Báo. Bố mẹ mất sớm, chỗ ở của chàng là túp lều nhỏ bé, rách nát, đêm lấy trăng làm đèn. Tráng Báo phải đi ở đợ cho nhà Sùng Chư, người cai quản cả vùng đất đó. Vất vả, quần quật từ sáng đến tối mịt mà bụng vẫn không đủ no. Được cái dù buồn hay vui, no hay đói, Tráng Báo vẫn luôn tươi cười với mọi người. Tráng Báo được mọi người khen là một chàng trai khỏe đẹp, tháo vát, rất khéo tay, lại có tài thổi kèn lá. Những lúc chăn trâu, chăn ngựa, đi rừng hoặc làm nương, Tráng Báo thường thổi kèn làm vui, xua đi nỗi mệt nhọc. Thấy tiếng kèn của Tráng Báo, chim rừng cũng ngừng hót lắng nghe theo. Tráng Báo thầm thương trộm nhớ Sùng Mi, con gái nhà Sùng Chư. Tuy chưa một lần được trò chuyện, nhưng hình bóng Sùng Mi luôn hiện ra trước mắt Tráng Báo với nụ cười hiền dịu, gần gũi, đáng yêu và giọng hát thiết tha trong vắt. Càng nhớ nhung Sùng Mi, tiếng kèn của Tráng Báo càng sầu buồn, réo rắt, bỗng trầm theo đêm dài và âm thầm vang xa mãi. Không ngờ, Sùng Mi cũng để ý chàng trai nghèo khổ Tráng Báo. Những đêm nghe tiếng kèn réo rắt Tráng Báo thổi, lòng nàng bồi hồi,
trái tim nàng thổn thức với cảm xúc khác lạ. Sùng Mi như muốn bay ngay đến bên chàng. Và một đêm nọ, bước chân nàng đã bước tới bên Tráng Báo thật rồi. Tráng Báo ơi, tiếng kèn của chàng khiến em không ngủ được. Em phải đến với chàng để được nghe rõ hơn, gần hơn. Giàng ơi, sao nàng làm vậy được? Nàng bỏ ra đây không sợ bố sao? Em không sợ, Tráng Báo đã khổ nhiều rồi. Thương Tráng Báo lắm mà. Cảm ơn Sùng Mi lắm. Thế là họ ngồi bên nhau trò chuyện, quên hết mọi tai họa có thể giáng xuống. Tình cảm thầm lặng bấy lâu nay có dịp bung nở. Khi con gà rừng cất tiếng gọi lần thứ tư, Sùng Mi mới vội vã trở về nhà. Chuyện đến tai Sùng Chư như sét đánh ngang tai. Sùng Chư uất hận vô cùng, sai người bắt trói Tráng Báo. Thư mày, một tôi tớ nghèo xác nghèo sơ mà dám mơ làm chồng của gái tao. Thứ cỏ rác như mày, còn bẩn thỉu, phải biết thân biết phận chứ. Mày tội thật đáng chết. Tráng Báo bị đẩy ra ở ngoài rừng trong nơm lũ trâu ngựa của nhà Sùng Chư, cấm không cho bén mảng về bản nữa. Xót Tráng Báo đầy bụng nhưng không dám trái ý cha. Sùng Mi chỉ biết khóc. Nàng không buồn ăn, không buồn ngủ, ngày một thêm héo hon, ủ rũ. Thương Tráng Báo một mình trong rừng, sương giá lạnh buốt. Nàng đêm ngày miệt mài xe lanh, kéo sợi, dệt một tấm khăn thật rộng, đủ cho chàng choàng phủ kín người. Nhận tấm khăn xanh như lá rừng mà Sùng Mi bí mật nhờ người gửi đến, Tráng Báo thấy hạnh phúc vô cùng. Ngày nào chàng cũng mang khăn ra ngắm nhìn không biết chán. Sương đêm đã ướt đẫm cây rừng, chàng choàng tấm khăn như thấy Sùng Mi đang vòng tay ôm lấy chàng. Những vết rớm máu vì trận đòn roi của Sùng Chư vẫn chưa khô trên người chàng thấm lên tấm khăn, chấm máu đỏ điểm trên nền xanh như những bông hoa nhỏ. Bỗng một làn gió ập tới, và trong làn gió Sùng Mi xuất hiện. Xa xa sau lưng nàng vọng lại tiếng tù và tiếng ngựa đuổi theo. Tráng Báo, mình phải liều thôi, phải trốn ngay thôi. Sùng Mi, có chuyện gì mà hốt hoảng thế? Nàng hãy bình tĩnh lại đã, rốt cuộc là chuyện gì? Tráng Báo ơi, đến lúc phải liều thôi. Ngày mai nhà họ Thảo săn bắt Sùng Mi về làm vợ Thảo sớm rồi. Ta phải trốn đi ngay khỏi đây thật xa mới sống bên nhau được. Được, ta đi thôi Sùng Mi. Thế là họ dắt nhau bỏ trốn. Họ đi đến đâu, cây rừng, đá núi đều che chở bao bọc họ. Họ cứ đi mãi, đến khi không còn nghe thấy tiếng tù và tiếng ngựa đuổi theo họ nữa. Hai người ngồi bên nhau dưới ánh trăng lấp lánh trên đỉnh núi cao, choàng chung tấm khăn hoa và chìm vào giấc ngủ êm đềm. Khi tỉnh dậy, cả hai người cùng ngơ ngác trước cảnh thiên nhiên đẹp kỳ lạ. Rừng núi sáng lên với vẻ đẹp dịu hiền, nắng ấm trải vàng, rừng cây thơm ngát, vang rộn tiếng chim hót ca và tiếng suối chảy róc rách. Hai người nhìn quanh mà không thấy tấm khăn đâu, chỉ thấy ngàn vạn những bông hoa giống những chấm đỏ trên nền tấm khăn của mình. Những bông hoa đó tỏa hương thơm dịu dàng. Tráng Báo và Sùng Mi đoán đó là ý trời mách bảo hai người, đây là miền đất tốt lành. Họ quyết định ở lại nơi đó dựng nhà, hưởng cuộc sống tự do, êm ấm và hạnh phúc. Người ở các vùng quanh đó thấy đất tốt đẹp, họ cùng chuyển đến sinh sống, làm ăn. Lâu dần trở thành bản Mường sầm uất, đông vui. Hàng năm, mỗi khi mùa sương mù gió lạnh tan đi, cây xanh lại nở ngàn vạn những bông hoa nhỏ màu thắm hồng chào đón nắng mới, đón mùa xuân tươi đẹp. Mọi người gọi đó là hoa đào. Khi mùa hè đến, hoa đào kết thành quả có hình như trái tim lồng vào nhau. Quả đào chính có màu đỏ hồng, vị thơm ngọt dịu dàng. Ngày nay, từ vùng núi cao xuống đồng bằng, từ miền ngược đến miền xuôi, đâu đâu cũng có hoa đào. Mỗi khi xuân về, nơi nơi hoa đào lại đua nở như một điềm báo của mùa hạnh phúc lứa đôi đang đến gần. Hoàng tử lừa. Ngày xưa, có một ông vua và hoàng hậu sống trong giàu sang sung túc, muốn gì cũng có. Chỉ duy một nỗi không có con, cuối cùng trời thương tình, thuận cho sinh được một mụn con, nhưng nó chẳng giống những đứa trẻ khác, mà lại là một con lừa. Sao lại thế này chứ? Sao có thể là con lừa chứ? Sao tôi lại khổ thế này? Nếu trời cho vậy thì nó phải là con của ta và là người thừa kế ngai vàng sau khi ta khuất núi. Nó sẽ đội vương miện trên đầu.
Đấy là món quà của Thượng Đế ban tặng các ngươi. Các ngươi hãy yêu thương chăm sóc lấy nó. Lớn lên, nếu nó chiếm được tình cảm chân thành từ ai đó ở phương xa, thì nó sẽ thoát khỏi kiếp thân lừa. Chú lừa được nhà vua và hoàng hậu chăm sóc yêu thương hết mực, nên lớn lên trông thấy nó vừa vui tính lại hay chạy nhảy tung tăng, đặc biệt vô cùng thích âm nhạc. Bác nhạc sĩ ơi, bác hãy dạy cho tôi cách đánh đàn để tôi có thể đánh được những bản nhạc hay như bác được không? Trời ơi, mi làm sao mà học được? Nhìn kìa, ngón chân mi sinh ra đâu phải để đánh đàn. Nó to ơi là to. Ta chỉ sợ dây đàn không chịu nổi. Tôi nhất định học được. Bác cứ dạy cho tôi đi. Ngài hãy cứ dạy đàn cho nó đi. Bằng niềm yêu thích và sự chăm chỉ học đàn, cuối cùng chú lừa cũng chơi đàn hay như người nhạc sĩ. Và rồi một ngày, được sự cho phép của nhà vua và hoàng hậu, lừa đi nhau du thiên hạ để mở mang tầm nhìn. Cuối cùng, lừa quyết định dừng chân tại một vương quốc xa xôi. Chúng tôi là khách phương xa, xin hãy mở cửa cho chúng tôi vào với. Tâu bệ hạ, ngoài cổng hoàng cung có một con lừa đang ngồi gảy đàn. Nó chơi hay như một nhạc sĩ lang thang cừ khôi. Có chuyện lạ vậy sao? Vậy thì hãy mau mở cổng cho nhạc sĩ lang thang vào xem thế nào. Người gảy được đàn như một nhạc sĩ cừ khôi thật ư? Hãy gảy lên cho ta nghe xem nào. Hay lắm, hay lắm. Ta sẽ nhận nuôi con lừa này. Người đâu? Mau dẫn nó vào ăn cùng đám gia nhân, kéo nó bị đói, để rồi nó lại đàn cho ta nghe. Tôi không phải là loại lừa vẫn nhốt trong chuồng. Tôi là loại lừa quý tộc. Nếu thế thì cho nó ăn chung với lính tráng. Không, tôi thích ngồi bên cạnh nhà vua. Vậy là chú lừa được mời ở lại hoàng cung. Chú đem lại niềm vui rộn rã cho cung điện, nên nhà vua rất quý mến. Nhưng rồi một ngày, cậu lại muốn trở về nhà. Thưa đức vua, tôi ở đây cũng lâu, nay đến xin được cáo từ hoàng cung để trở về nhà. Sao vậy? Nơm mi buồn rười rượi. Hãy ở lại bên ta, ta cho mi tất cả những gì mi muốn. Có thích vàng không? Không. Thế mi có thích ngọc ngà, châu báu không? Không. Thế ngươi muốn gì? Ta cho ngươi nửa giang sơn này đấy. Thế có điều tôi muốn nhất có lẽ tôi phải chôn chặt. Vì tôi mang thân phận một con lừa, tôi không xứng đáng mơ tưởng đến nàng. Xin cáo biệt, hãy khoan đi. Lẽ nào chàng đi như vậy mà không biết đến một người vì chàng mà buồn bã và đau khổ lắm sao? Cha không thật sự yêu thương chàng lừa, mong cha hãy tác thành cho chúng con. Con nói gì? Sao con lại yêu một con lừa như thế? Cả vương quốc này sẽ cười vào mặt ta. Ngươi hãy mau đi đi. Ta chỉ thích ngươi vì ngươi biết đánh đàn mua vui cho hoàng cung. Còn lấy con gái của ta ư? Ngươi đừng có mơ. Con xin cha, xin đừng ngăn cách chúng con. Con thật sự không thể sống thiếu cha. Nhờ tình yêu chân thành của công chúa, lời nguyền đã được hóa giải. Chàng hoàng tử đã thoát khỏi hình hài một con lừa. Nhà vua đã giúp chàng đốt đi tấm da lừa. Từ đó, chàng và công chúa sống bên nhau hạnh phúc suốt đời.